Lâm rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nghệ sĩ đường phố. Trên tay Thế Lâm là chiếc bình sơn xịt, một dụng cụ chính để tạo nên tác phẩm nghệ thuật này. Đây là một bộ môn không hề mới trên thế giới, nhưng tại Việt Nam thì khá ít người biết đến và thử sức với loại hình nghệ thuật này. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về dòng tranh phun sơn giống như Thế Lâm thì chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngay thôi nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Huyên và năm nay mình 18 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Và mình biết đến dòng tranh phun sơn này là do một lần mình tình cờ đã xem được một clip vẽ của người họa sĩ nước ngoài bên trên YouTube. Và sau đó mình đã tự tìm hiểu và cảm thấy khá là thích thú và yêu thích cái bộ môn này và quyết định theo đuổi dòng tranh sơn xịt này. Quý vị và khán giả thân mến, hiện tại Thế Lâm đã có mặt tại không gian vẽ tại nhà của nhân vật nghệ sĩ đường phố tuần này của chúng ta. Xin chào Nguyên Huyên. Vâng, xin chào anh ạ. Thế Lâm thấy rằng có phải Huyên vừa vẽ một bức tranh về vũ trụ đúng không? Dạ vâng ạ. Đây là một bức tranh về vũ trụ và riêng bộ môn nghệ thuật là sơn xịt đường phố thì nó có thể mới vẽ được cái một bức tranh về vũ trụ như này. Thì bộ môn này là đến từ Mexico và đã du nhập vào Việt Nam khoảng độ hơn 3 năm nay. Thì em cũng là người mới học và sau khoảng gần 2 năm trải nghiệm và trên thực tế thì em đã có thể tạo ra một bức tranh do chính em sáng tác và phối màu theo chính ấy, một cái style riêng của em. Vậy Huyên có thể chia sẻ cho Thế Lâm cũng như là quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về sự khác biệt của dòng tranh phun sơn so với các dòng tranh khác được chứ? Dạ vâng ạ, sự khác biệt của dòng tranh phun sơn đó chính là về vũ trụ, là một đặc điểm nổi bật của tranh phun sơn, đó là vẽ được những cảnh bối cảnh galaxy vũ trụ rất là đơn giản mà thời gian lại nhanh và ngắn. Một liệu có thể tạo một bức tranh phun sơn đẹp thì chúng ta chỉ cần mất khoảng 15 đến 30 phút thôi. Được biết rằng Huyên đang là sinh viên năm nhất của ngành hội họa thuộc trường Đại học Mỹ thuật và Công nghiệp. Vậy cơ duyên nào khiến cho Huyên đến với ngành hội họa và đặc biệt là dòng tranh phun sơn này? Dòng tranh này thì em tình cờ xem được một clip vẽ trên YouTube của một ông họa sĩ nước ngoài. Và sau đó thì em đã quen một anh ở nước mình, là anh ấy là người đầu tiên đã tham gia bộ môn này đầu tiên và mang nó về Việt Nam. Và sau đó thì em cùng với anh ấy đã tạo nên một nhóm riêng về vòng tranh sơn xịt này. Với việc đang theo học cũng như là niềm đam mê gắn liền với ngành hội họa thì không biết rằng sau này Huyên có tiếp tục theo đuổi tranh phun sơn này không, hay là Huyên chỉ coi đây là một đam mê và nghề tay trái của mình thôi? Đối với em thì em chỉ coi đây là đam mê và là một nghề tay trái nữa. Thì em vẫn sẽ tập trung cho việc học và để phát triển sự nghiệp cho sau này về cũng liên quan đến hội họa. Nhưng đối với dòng tranh này em sẽ để bên là đam mê thôi. Vậy thì kể từ khi mà Huyên đến với ngành hội họa nói chung cũng như là cái dòng tranh phun sơn nói riêng thì Huyên có nhận được cái sự ủng hộ từ gia đình hay là bị phản đối gì từ gia đình không? Dạ, về việc em theo dòng tranh phun sơn này thì bố mẹ em cũng không có phản đối gì về việc này và cũng theo niềm đam mê của em thì bố mẹ tiếp tục sẽ ủng hộ và giữ vững cái niềm tin vào cái đam mê của em. Không biết rằng để tạo ra những bức tranh đẹp mắt như thế này thì Huyên lấy ý tưởng từ đâu, và Thiên Lâm biết rằng cái dòng tranh phun sơn đang rất phát triển trên thế giới, và liệu Huyên có bị ảnh hưởng từ phong cách cũng như là ý tưởng của những họa sĩ nổi tiếng không? Cái này thì tất nhiên là có rồi ạ. Em vẫn luôn tham khảo ở những kênh YouTube lớn của các họa sĩ lớn trên thế giới, và em cũng đã tạo đó làm một cái phần làm cho cái cảm xúc của mình nó trong cái bức tranh nó tốt hơn. Và về ý tưởng thì em vẫn luôn xem về những cái bộ phim về vũ trụ và đặc biệt là những bộ môn thiên văn học để em lấy ý tưởng thêm về cho cái dòng tranh này. Như Huyên chia sẻ ở bên trên là Huyên đã từng tạo ra một trong mình một cái nhóm cũng như là một cái nhóm các bạn để trao đổi với nhau về cái dòng tranh phun sơn. Vậy Huyên có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều đó được chứ? Khi mà em biết đến dòng tranh, em đã cùng với một số anh đã lập lên một cái nhóm. Cho đến nay bọn em đã hoạt động được group khoảng độ hơn 1.000 người, trong đó khoảng hơn 100 người là hoạt động, và hiện tại đến bây giờ thì có hơn chục người là đang theo đuổi cái bộ môn đam mê này. Vậy thì Huyên thường vẽ những bức tranh này ở không gian như thế nào? Đối với em thì trong không gian này thì cần phải có một nơi thoáng đãng để vẽ, tại vì nó là sơn xịt, thế nên mùi của nó có thể ảnh hưởng đến mọi người. Và đối với em thì cái dòng tranh này nó khá là đặc biệt, thế nên là những không gian phải thoải mái nhất để mình có thể tự do sáng tác. Không biết rằng ngay bây giờ thì Huyên có thể cho Thiên Lâm cũng như là quý vị khán giả của chương trình Nghệ sĩ đường phố cũng được chiêm ngưỡng bức tranh đầu tiên mà Huyên đã vẽ ra được chứ? Dạ đây ạ. Wow. Để có thể hoàn thành được bức tranh này thì Huyên đã mất trong khoảng thời gian bao lâu? Để hoàn thành bức tranh này em đã mất khoảng thời gian và hơn 1 tiếng để thể hoàn thành tất cả những chi tiết đó. Vậy thì không biết rằng cái cảm xúc của Huyên khi mà hoàn thành xong bức tranh đầu tiên này là như thế nào nhỉ? Đối với em thì lúc đó em chưa có một khái niệm về bức tranh hoàn chỉnh và đẹp, đẹp mắt để thể mình có thể hướng tới. Nên cảm xúc của em khi mà vẽ tranh được xong bức này em cảm thấy khá là thú vị. Vậy trong quá trình vẽ bức tranh này thì Huyên có gặp những cái khó khăn gì không? Về bức tranh này thì khó khăn của khi mới tập của những người mới học thì cũng như bản thân em,
là đó chính là về vấn đề kiểm soát lượng sơn và những cái chi tiết làm sao mà có một cái độ chính xác nó tốt hơn. Và như mọi người có thể thấy là những vết sơn nó rất là bị nhòe, nó rất là nhòe, và do đó cũng là lúc mới tập nên em chưa kiểm soát được lượng sơn phun ra. So với bức tranh đầu tiên mà Huyên vẽ cùng với những bức tranh ở ngay đây thì nó là một sự khác biệt rất là lớn. Và để có được những cái nét vẽ điêu luyện ở thời điểm hiện tại thì không biết rằng Huyên đã phải mất khoảng thời gian để luyện tập như thế nào nhỉ? Sau khoảng 2 năm là bức tranh từ năm em tập vẽ là từ năm lớp 11 và đến nay đã là sinh viên năm nhất, thì sau khoảng gần đấy năm thì em đã mỗi ngày em đã cố gắng được thêm một chút vẽ một bức, và sau gần khoảng gần đấy thời gian thì em đã có thể kiểm soát được lượng sơn tốt hơn, và khi mà phụt thì nó không bị mờ như lần trước nữa, và cho đến hiện tại thì đã tốt hơn rất là nhiều. Theo Thế Lâm thấy thì trong mỗi bức tranh mà Huyên vẽ xong thì đều có một cái chữ ký, thì Huyên có thể giải thích rõ hơn về cái chữ ký này được chứ? Dạ vâng, đối với cái chữ ký này thì nó là tên viết tắt của em. Và đối với em thì trên mọi trang web YouTube và các trang cá nhân khác thì em đều để nghệ danh là Huyên Kun. Vì vậy là khi mà chữ ký, em sẽ ký là chữ Huyên Kun vào trong đó và thêm nghệ danh của em là NNH. Vậy thì không biết rằng cái địa điểm mà Huyên thường hay vẽ những bức tranh sơn xịt này là ở đâu và khoảng thời gian nào nhỉ? Dạ vâng, địa điểm mà em hay vẽ những bức tranh này thì đó chính là các phố đi bộ, phố đi bộ ở Hồ Gươm, và đặc biệt là ở phố đi bộ Hồ Tây là chủ yếu, và thường em sẽ ra vào thứ bảy hàng tuần vào buổi chiều và chiều tối từ 6 giờ đến khoảng 9 giờ vào ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn tại Hồ Tây. Rất hy vọng rằng Thiên Lâm có thể là người bạn đồng hành của Huyên trong tối nay được chứ? Dạ vâng ạ. Chào Huyên. Dạ vâng, em chào anh ạ. Hôm nay là Huyên đã chuẩn bị xong những cái dụng cụ cần thiết để cho cái buổi vẽ tối nay chưa nhỉ? Dạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi anh ạ. Huyên đã lên phố đi bộ vẽ được bao lâu rồi, và trong những ngày đầu mà mình lên phố đi bộ để vẽ thì có gặp những cái khó khăn gì không? Lúc mới đầu lên em phố đi bộ vẽ thì thực sự là rất là run và sợ khi mà mọi người vây quanh quá là đông. Và sau một khoảng thời gian là cũng được hơn một năm thì em đã vững chãi hơn và khoảng tự tin về cái khả năng vẽ của mình hơn. Theo Thiên Lâm được biết thì những cái dòng tranh thông thường để tạo nên được một bức tranh thì người ta sẽ dùng đến cọ này, bảng màu này, cũng như là giấy A4 này. Nhưng mà ở đây thì Thiên Lâm lại thấy những cái dụng cụ hết sức là đặc biệt, thì không biết rằng đây có phải điều khác biệt của cái dòng tranh này không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và dòng tranh sơn này bọn em sẽ sử dụng bình xịt và những cái dụng cụ như là những cái nắp tròn như thế này và những cái bay để một số dụng cụ khác nữa tạo nên bức tranh của mình, chứ không cần cọ hay là những cái thác. Vậy thì để có thể hoàn thiện được một bức tranh thì nó đòi hỏi những cái yếu tố gì nhỉ? Kiểm soát lượng sơn là cái tốt nhất để có thể mình tạo ra bức tranh đẹp, và theo đó thì có thể mình có thêm những cái ý tưởng của mình nữa để có thể hoàn thiện được bức tranh hơn. Vậy thì không biết rằng trung bình thì Huyên sẽ mất trong khoảng thời gian là bao lâu để có thể hoàn thiện được những bức tranh từ dễ đến khó như thế này? Dạ, trung bình em sẽ mất khoảng từ 15 đến 30 phút, và những bức cao hơn thì sẽ chênh lên khoảng 40 phút trong một bức ạ. Nhìn những bức tranh mà Huyên vẽ xong thì Thiên Lâm đang rất là muốn có thể tự tay mình thực hiện một cái bức tranh phun sơn. Vậy thì không biết rằng Huyên có thể giúp cho Thiên Lâm tự tay mình thực hiện một bức tranh được chứ? Dạ vâng ạ, những bức tranh cơ bản nhất em sẽ hướng dẫn ạ. Đầu tiên thì anh sẽ phải sử dụng những cái nắp tròn này để mình có thể tạo nên những cái hành tinh để có thể tạo nên cái những yếu tố chủ chốt của bức tranh. Và đối với những bức tranh cơ bản nhất thì chúng ta sẽ chỉ cần là bốn hành tinh và ở xung quanh đặt ở bốn góc như thế này. Vậy thì bây giờ Huyên có thể xịt ở hai cái đường bên này trước nhá, rồi sau đó thì Thiên Lâm sẽ nhìn và bắt chước ở hai đường bên này đúng không? Dạ vâng, ok ạ. Đây như này ạ. Thank you.
chúng ta đã hoàn thành bức tranh. Huyền có thể giúp Thiên Lâm giơ bức tranh này lên để cho quý vị khán giả cùng một chiêm ngưỡng được chứ? Quý vị ạ, bức tranh này thì bạn Huyền vừa mới thực hiện xong trong khoảng chưa đầy 10 phút cùng với Thiên Lâm ngay tại đây. Và thực sự thì Thiên Lâm thấy rằng đây là một bức tranh hết sức là đẹp và có chiều sâu. Và không biết rằng Huyền có thể chia sẻ cho Thiên Lâm cũng như là quý vị khán giả được biết rằng là trong thời gian tới thì Huyền có những cái dự định và kế hoạch gì để có thể phát triển dòng tranh này tại Việt Nam để cho nhiều người biết tới hơn không? Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục những cái dự định của mình là lên phố đi bộ và hoạt động vẽ những bức tranh như này để có thể cho mọi người tiếp xúc được với dòng tranh này nhiều hơn. Và từ đó thì mọi người sẽ có những cái yêu thích riêng với dòng tranh này. Và đó cũng là cách em sẽ phát triển dòng tranh ngày tới ở trong Việt Nam trong thời gian tới. Xin cảm ơn Nguyên vì ngày hôm nay đã giúp cho Thiên Lâm cũng như là quý vị khán giả của chương trình Nghệ sĩ Đường Phố được hiểu rõ hơn về bộ môn nghệ thuật tranh phun sơn Spray Paint Art. Và một lần nữa chúc cho Nguyên Huyền Kun ngày càng giữ vững cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật này và sẽ sớm đưa cái bộ môn nghệ thuật này đến rộng rãi nhiều hơn các bạn trẻ Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với chương trình rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.